năm diễn viên Hàn rơi xuống vực thẳm gió tin đồn, sóng rong kia ăn đủ vì tình, Lee Jong-wook khấu run hy dính bê bối rúng động. Tin đồn là điều không tránh khỏi trong sự vận hành của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Bên cạnh tin tức được các nhân vật liên quan xác nhận, luôn tồn tại hàng loạt lời đồn thổi vô căn cứ khiến sự nghiệp của một số diễn viên Hàn Quốc đứng bên bờ vực thẳm. Dưới đây là năm diễn viên xứ sở Kim Chi từng rơi vào thảm cảnh như thế. Lee Jong-wok tuy dính phải xì căng đan nghiêm trọng nhưng vẫn có thể tiếp tục diễn xuất tiếc rằng không phải diễn viên nào cũng may mắn như ông chú thần chết. Tháng 2 năm 2016, Li Min Ki tới một quán bar tại Busan cùng những người bạn của mình và có quan hệ với một cô gái. Ngay lập tức xuất hiện tin đồn trên các phương tiện truyền thông về việc Li Min Ki bị cảnh sát điều tra vì cáo buộc cưỡng dâm. Sau đó, Li Min Ki chấp thuận tham gia điều tra và sau cùng được tuyên bố vô tội vì cô gái tố cáo nam diễn viên đã xin lỗi, thừa nhận đây chỉ là sự cố nhầm lẫn. Mặc cho công ty chủ quản lên tiếng phân trần, thế nhưng cư dân mạng Hàn Quốc vẫn không chấp nhận hành vi đến quán bar của Limin Ki trong khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Đồng thời, các nhà làm phim cũng đưa anh vào danh sách đen. Sự nghiệp của Limin Ki tưởng như đã tiêu tan, nhưng khi không ngừng nỗ lực, nam diễn viên dần tạo được thiện cảm với người hâm mộ. Dự án gần đây nhất của Limin Ki, The Life Sui-jin được công chúng vô cùng khen ngợi. Anh đã ghi điểm khi hóa thân xuất sắc vào nhân vật cảnh sát Jo Tae Sik trong đại dịch COVID-19, giáo phái Tân Thiên Địa Sinh Chế Ôn Di được xem là ổ dịch lây lan trùng virus nguy hiểm khắp Hàn Quốc. Trước tình hình đó, phần lớn cư dân mạng Hàn Quốc đều bày tỏ thái độ ác cảm với những nhân vật có liên quan đến Tân Thiên Địa. Và Lee jong wok dính phải xì căng đan tứ trên trời rơi xuống khi bị đồn thổi là thành viên của giáo phái này. Sự việc nghiêm trọng đến mức công ty chủ quản của nam diễn viên phải ra thông báo đính chính. Xin chào! Đây là thông báo từ kinh Kong Beastarship. Dạo gần đây, Lee Jong-wook, nghệ sĩ của chúng tôi đã vướng phải tin đồn liên quan đến một giáo phái đặc biệt. Chúng tôi xác nhận rằng, đây là tin đồn thất thiệt và gây tồn tại nghiêm trọng đến hình ảnh của Lee Jong-wook. Chúng tôi sẽ nhờ đến pháp luật để chứng trị những kẻ lan truyền tin đồn vô căn cứ, và cố gắng hết sức nhằm bảo vệ nghệ sĩ của mình. Cảm ơn vì sự ủng hộ nhiệt thành của các bạn dành cho nghệ sĩ công ty chúng tôi. Dù vướng phải những rắc rối, nhưng sự nghiệp diễn xuất của Lee Jong Wook vẫn đạt được nhiều thành tựu rực rỡ sau thời gian xuống dốc. Sau tác phẩm Người lạ đến từ địa ngục và màn thể hiện xuất sắc trong vai trò host của Produce 101X, danh tiếng của nam tài tử này lại lên như diều gặp gió. Sức nóng của anh tại Hàn và quốc tế đều tăng lên rõ rệt. Tháng 3 năm 2019, người đẹp Sea World Pretty dính phải tin đồn tham gia đường dây mại dâm tại một bữa tiệc sinh nhật thác loạn vào năm 2015 được cho là do Si Ri cầm đầu. Tin đồn này ngày càng phát tán rộng rãi khi xuất hiện đoạn hội thoại giữa Si Umri và nhóm bạn Choi dòng hộ ôn, cựu thành viên Fit, Iceland, run răng, trong đó họ có nhắc đến một nữ diễn viên với lời miêu tả như sau: "Cô ta đang ở New York." Những cô diễn viên như thế thường ra nước ngoài để nghỉ ngơi. Ngay lập tức, một bộ phận cư dân mạng chỉ đích danh cô diễn viên đó là Go Junhi, vì chân dài này từng chụp chung với Si Umri trong một sự kiện quảng bá của nhãn hàng và trên trang cá nhân vẫn lưu lại tấm ảnh chụp ở thành phố New York. Dĩ nhiên, Go Jun Hy phủ nhận toàn bộ cáo buộc và đệ đơn kiện những người đã tung tin đồn thất thiệt nói trên. Song hình ảnh của người đẹp Si Wars Pretty lúc này đã bị ảnh hưởng trầm trọng, xấu đi trong mắt người hâm mộ dù bị oan. Phải 8 tháng sau khi vụ bê bối diễn ra, Go Jun Hy mới tìm được công ty quản lý mới để bắt đầu một chương khác trong sự nghiệp của mình. Tin đồn về việc Song Jong Ki đang trong một mối quan hệ là không chính xác. Dạo gần đây, tin đồn đã lan truyền với tốc độ chóng mặt và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Song Jong Ki cậu ấy đang cực kỳ bận rộn với các dự án của mình. Đây là thông báo từ công ty chủ quản History và C khi căng đan tình ái của Song Jong Ki và một nữ luật sư bùng nổ trên các phương tiện truyền thông vào tháng 6 vừa qua. Theo tin đồn, cô gái này làm việc ở công ty luật nổi tiếng, nơi Song Jong Ki thuê luật sư giải quyết vụ ly hôn 2.000 tỷ với Song Hikyo. Vụ lùm xùm này đã ảnh hưởng khá lớn đến sự nghiệp diễn xuất của Song Jong Ki. Dù nhận được nhiều động viên từ người hâm mộ, sau khi cuộc hôn nhân kéo dài vỏn vẹn 20 tháng với Song Hikyo, nhưng các dự án hậu ly hôn của Song Jong Ki đều không đạt thành công như kỳ vọng. Mới đây nhất tập cuối bộ phim Athranian Sử Ký chỉ đạt mức rating 7,4% và không một lần chạm đến mốc 10% trong suốt 18 tập đã công chiếu. Song Jong Ki cũng phải hủy quay một dự án vì ảnh hưởng của dịch. Lee Tae Im và Lee Ae Won từng trở thành tiêu điểm trên các mặt báo tại Hàn Quốc vì cuộc khẩu chiến, chiêu trò ganh ghét trên sóng truyền hình. Cụ thể khi ghi hình chương trình Tutoring Across Generations, máy quay đã bắt được khoảnh khắc Lee Tae-im nặng lời với e và mỹ nhân sinh năm 1989 vốn là đàn em nên không dám nói gì. xì căng đan này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của Lee Tae-im, Lee Tae-im nhận rất nhiều lời chỉ trích từ phía cư dân mạng Hàn Quốc sau hành động này. Thế nhưng, khi đoạn clip của chương trình được phát tán, thì nhiều người mới ngã ngửa vì nhận ra phản ứng của i cũng chẳng phải dạng vừa. Mỹ nhân đàn em này đã lườm nguyết và tỏ thái độ coi thường đàn chị, khiến Lee Tae Im phải bực mình sao cô dám nói chống không với tôi. Lee Tae Im và Lee -E Won từng là tiêu điểm trên các mặt báo tại Hàn Quốc vì cuộc chiến giữa hai chị em. Netizen Hàn Quốc cũng bày tỏ sự cảm thông trước hành động của Lee Tae Im vì ở một quốc gia coi trọng lễ nghĩa như xứ sở kim chi, nói chuyện không có kính ngư với tiền bối là điều khó có thể tha thứ. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.